Hi, xin chào tất cả quý bà con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì Nam sẽ làm một cái clip để nói về cái siêu bo, khi nào mình xài siêu bo và khi nào mình sẽ xài canxi bo. Tại vì trong hai chai này thì quý bà con nông dân mình thấy là hai cái sản phẩm này đều là có hoạt chất là bo, có thành phần là bo. Đây cũng là bo, nhưng mà đặc biệt thì ở đây là cái chai bên đây là canxi bo, thì nó có dòng thêm là một cái gọi là cái hoạt chất là canxi đó. Thì khi nào mình xài siêu bo và khi nào mình xài cái canxi bo. Như chẳng hạn siêu bo thì quý bà con nông dân mình thấy thường á, bo là nó có nhiệm vụ là gì? Lấy nhị, tăng cường hạt phấn, chống rụng trái sinh lý đó, chống rụng trái sinh lý. Thì ở đây thường á, là giai đoạn bo chỉ cung cấp vào giai đoạn là gì, xịt vào cái giai đoạn là ra bông, giúp cho bông mình đó, nó được mập nè, cũng một phần là bo, rồi giúp cho cái tỷ lệ mà bông của chúng ta nó đậu trái hay không cũng là bo đó. Bo thì nó xịt cho cái giai đoạn là gọi là giai đoạn bông, giai đoạn lúc mà giai đoạn tất cả trên tất cả loại cây ăn trái, như chẳng hạn là bo thì xịt cho như chẳng hạn sầu riêng nè, mít nè, rồi chanh nè, cam nè, nói chung là giai đoạn ra búp bông là bắt đầu tiến hành chúng ta sẽ tăng cường cái bo vào để cho nó hạn chế cái vấn đề rụng trái nè, rụng bông nè, rồi tăng cái sức sống của cái hạt phấn, giúp cho cái hạt phấn của chúng ta nó sẽ sống lên, thì nó sẽ thụ phấn được, thì giúp cho cái trái của chúng ta nó bị đậu trái được, làm cho bông của chúng ta nó sẽ đậu nhiều trái, không lo rụng trái đó. Là cái bo là thường giai đoạn này. Còn khi nào mà chúng ta xịt cái thằng canxi bo thì khi mà giai đoạn mà trái của chúng ta nó đậu trái rồi, hết toàn bộ xong rồi, chúng ta sẽ chuyển lại xịt cái dòng canxi bo để nhằm mục đích là gì? Nó cũng hạn chế cái vấn đề là rụng trái non, khô hoa, thúi trái, nứt trái đó, nứt nám trái luôn. Thì đó là cái dòng canxi bo. Thì ở đây là mục đích của canxi bo đó là giúp cho cái gì? Giúp cho cái cuốn trái của chúng ta nó sẽ được xanh, nó được dày, nó được sẽ gọi là hạn chế tối đa về cái vấn đề rụng trái và nứt trái cho tất cả loại cây trồng của chúng ta. Đó là mục đích của những, ví dụ như mình nói nôm na là siêu bo thì mình xài phải đúng giai đoạn canxi bo, mình phải xài đúng giai đoạn thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn, nó sẽ giúp cho nhà vườn của chúng ta vào cái giai đoạn đó nó sẽ hạn chế tối đa cho nhà vườn chúng ta. Như siêu bo là giúp cho cái hạt phấn sẽ tăng cường, hạt phấn nó sống lên, giúp cho cái hạt phấn của chúng ta nó sống lên đó, thì nó sẽ hạn chế cái vấn đề là rụng bông, rụng trái non và tăng cường cái khả năng đậu trái cho chúng ta, giúp cho trái của chúng ta nó cũng được lớn đồng đều hơn. Canxi bo thì giúp cho cái trái của chúng ta nó sẽ dày cái tế bào, vách tế bào lên. Cái thứ hai nữa là nó sẽ hạn chế những cái vấn đề như chẳng hạn thúi trái, nám trái và nứt trái, là làm cho trái của chúng ta cũng lớn đều trái, lớn trái luôn đó, chống rụng trái non luôn. Thì đó là cái mục đích của ngày hôm nay, thì Nam muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con nông dân của mình là cái siêu bo và cái canxi bo, để chúng ta nhận dạng, để chúng ta xài cho nó đúng cái giai đoạn, để quý bà con nông dân mình nhiều khi lầm tưởng là siêu bo xài giai đoạn nào cũng được và canxi bo xài giai đoạn nào cũng được theo như Nam. Thì ngày hôm nay Nam muốn giải thích gỡ đến tất cả quý bà con nông dân của mình là siêu bo xài giai đoạn là giai đoạn ra búp bông, ra bông và đậu trái. Còn giai đoạn canxi bo là chúng ta xài cái giai đoạn trái là nó sẽ phù hợp nhất để cho trên cây ăn trái của chúng ta. Đây, thì còn về cái chai, cái dòng nuôi trái, thì cái dòng nuôi trái thì mình xài cho dòng nuôi trái nào? Ví dụ như ở đây trước mặt của Nam là một cái chai từ bên phía bên phải nha, là cái chai nuôi mít nhỏ đây. Cái chai nuôi mít nhỏ này thường á, thì Nam sẽ cho phun cái giai đoạn trái nhỏ, cho đến tầm khoảng từ 4 đến 5 kg là Nam sẽ cho phun cái dòng chai nuôi mít nhỏ, để giúp cho cái trái của chúng ta nó sẽ kéo dài cái trái ra và sửa tướng của cái trái mít ra, vì nó hình thành cái cơm nó dày lên, giúp cho cái trái mít của chúng ta nó sửa tướng lại. Là nhiều khi cái trái của chúng ta nó sẽ bị méo, nó bị méo đi một bên này, bắt đầu chúng ta phun vào cái chai nuôi mít nhỏ thì nó sẽ giúp cho cái trái của chúng ta nó sẽ cân bằng cái hàm lượng dinh dưỡng lên, thì nó giúp cho trái chúng ta nó sẽ lớn đều ra đó. Còn khi nào mình xài cái chai gheo lớn trái mít, chai gheo lớn trái mít này nè, thường á thì quý bà con nông dân của mình á, trái tầm khoảng từ 5 kg đổ lên, thì quý bà con nông dân mình hả xài cái chai gheo lớn trái mít. Thì chai gheo lớn trái mít này mục đích của nó là gì? Sửa tướng, bóng trái, quả ngọt, đẹp màu, nặng ký, là nó giúp nó tăng cường cái hàm lượng dinh dưỡng vào, để giúp cho cái trái mít của chúng ta nó lớn được căng đều ra và muối cơm nó dày lên.
Rồi cái thứ hai nữa thì quý quan nông dân mình hỏi là vậy là hai cái này thì mít nè, nuôi mít nhỏ dưới gieo lớn trái mít thì đã xài cho mít rồi, thì còn ngoài ra ví dụ như chẳng hạn là cây cam, cây bưởi, cây chanh thì xài cái dòng nào? Đây thì đây, đây là cây cam, cây bưởi, cây chanh thì cây có múi, thuộc dòng họ cây có múi. Thì quý bà con nông dân của mình lấy cái chai, đây là cái chai mát da băng. Cái chai mát da băng này là cái chai nửa lít, thì mình pha cho Nam là được khoảng là 400 lít nước nha. Thì ở đây thì cái chai này là nhằm mục đích là chai mát da băng, nhằm mục đích là nó thúc trái, phì trái cho cái cây có múi của chúng ta, như chẳng hạn là cây chanh nè, cây cam nè, hoặc là cây bưởi nè. Nó làm cho mục đích là gì? Chắc ruột nè, nặng ký nè, to trái, da căng bóng, hạn chế nứt trái, nứt rai đó của cái trái mít nha. Thì đây là cái chai mát da băng để xài cho cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn mà trái của chúng ta nó lớn, nó muốn thúc cho nó lớn, thì quý bà con nông dân của mình kết hợp thêm cái chai mát da băng để chúng ta phun. Còn ở đây thì bên tay trái của Nam, đây là một cái sản phẩm gọi là cũng là bên Nam cũng mới đưa ra thị trường, đó là một cái sản phẩm gọi là kali hữu cơ. Kali hữu cơ thì kali hữu cơ này nhằm mục đích là gì? Kali hữu cơ thì thường xài cho cái giai đoạn nào? Thường là giai đoạn trái tầm khoảng, như chẳng hạn trái mít thì rơi vào tầm khoảng từ 7 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg là chúng ta sẽ xịt cái chai kali hữu cơ này lên dùm cho Nam. Mỗi lần xịt thì quý con nông dân của mình có thể là mình cộng cái chai kali hữu cơ cộng với cái chai gieo lớn trái mít nè. Chúng ta xịt để cho giúp mục đích là gì? Cho quả nó ngọt, đẹp mã, lên màu, to trái, nặng ký, vỏ mỏng. Đó, kali hữu cơ nha, nó hạn chế được cái vấn đề là nứt trái, thúi trái, rụng sinh lý cho cái trái của chúng ta. Như chẳng hạn kali hữu cơ thì nó sẽ giúp chủ yếu mục đích của kali hữu cơ á, là làm cho mục đích là ngọt trái nè, nặng ký nè, vỏ mỏng nè, giúp cho trái của chúng ta nó sẽ lên cái màu muối á, màu cơm á nha. Thì này là cộng với cái gheo lớn trái mít xịt coi cho cái giai đoạn sau dùm cho Nam. Hoặc là quý con nông dân nào mà có trồng cây có muối á, thì chanh nè hoặc là cam bưởi thì có thể kết hợp với bộ này. Cái bộ này là chai kali hữu cơ cộng với chai mát da băng, chúng ta xịt vào cái giai đoạn trái thúc nha, thúc trái hoặc là trái nhỏ. Thì quý con nông dân mình hỏi là Nam là trái nhỏ này cộng với gì được không, thì Nam khuyên quý con nông dân mình đừng nên cộng chai kali hữu cơ với chai nuôi mít nhỏ, hãy cộng vào cái giai đoạn lứa sau dùm cho Nam. Cái lứa là có nghĩa là cái lứa trái đã già rồi á, trái trước khi mà chúng ta thu hoạch tầm khoảng từ một tháng rưỡi á là chúng ta thu hoạch á, thì chúng ta hãy xịt cái chai kali hữu cơ cộng với chai gheo lớn trái mít, hoặc là cái chai kali hữu cơ chúng ta cộng với cái chai mát da băng để thúc trái nha. Thì đó là mình sẽ giải thích cho mọi người về cái từng sản phẩm để chúng ta xài cho nó phù hợp. Tại vì khi một cái sản phẩm đó chúng ta xài mà nó chịch cái giai đoạn, dù nó tốt đi chăng nữa thì nó cũng không tốt trên cái cây của chúng ta. Bởi vì cái gì, xài phải đúng cái giai đoạn thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn cho đến tất cả quý con nông dân nhà vườn của chúng ta đó. Thì nãy giờ thì Nam cũng giải thích cho quý con nông dân của mình rồi, cái siêu bo và canxi bo, siêu bo canxi bo thì xài cái giai đoạn nào cho nó phù hợp, và cái chai nuôi mít nhỏ, chai mát da băng lớn trái mít, gheo lớn trái mít và cái chai kali hữu cơ, thì những chai này mình xài cái giai đoạn nào để cho nó phù hợp, để quý con nông dân mình xài cho nó hiệu quả. Chứ nhiều khi mà ví dụ như mình chai sản phẩm, nhiều khi cái sản phẩm nó tốt đi chăng nữa nhưng mà chúng ta xài nó khác cái giai đoạn thì cái hiệu quả nó lại không cao, cái hiệu quả nó không cao. Thì cái đó là Nam đã minh chứng rõ ràng. Như chẳng hạn chai này, cái chai nuôi mít nhỏ đi mà quý con nông dân của mình xịt vào cái chai lớn đi, chai mít lớn đi cũng đâu hiệu quả, đúng không? Hoặc là cái chai kali hữu cơ này khi mà chúng ta trái còn nhỏ mà chúng ta xịt vào thì nó cũng không hay, không hiệu quả. Mình phải xịt thuốc men trên cái cây ăn trái của chúng ta. Đặc biệt quý con nông dân mình đó là gì, mình xài một cái sản phẩm đó phải đúng một cái giai đoạn đó thì nó sẽ đem lại cho mình cái hiệu quả rất là cao. Như chẳng hạn siêu bo và canxi bo cũng là cái thành phần bo, nhưng mà ở đây canxi bo, canxi có thêm canxi nữa. Thì giai đoạn này, hai cái sản phẩm này xài cho giai đoạn nào là cho nó phù hợp. Như chẳng hạn siêu bo thì Nam đã mới nãy Nam nói là gì, mình xài cho cái giai đoạn nó ra cái búp bông, ra bông là mình xài cái siêu bo để tăng cường cái hạt phấn, cho cái hạt phấn nó sống, để giúp cho cái hạt phấn nó thụ phấn được thì trái của chúng ta sau này nó sẽ bị đậu trái được. Với hai nữa là bo nó sẽ tăng cường cái hàm lượng bo vào cái giai đoạn bông, nó giúp bông của chúng ta nó được mập lên, mà bông mập lên thì cái tỷ lệ đậu trái nó rất là cao đó, siêu bo. Còn cái canxi bo thì chúng ta xài vào cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn mà
trái nó bự, thì chúng ta tăng cường cái canxi bo vào nhằm mục đích là gì? Nó cũng hạn chế rụng trái, nó giúp cho cái màu da, cái màu trái của chúng ta được sáng lên, và nó cả thậm chí nó giúp cho trái của chúng ta cũng lớn lên luôn. Đó là cái canxi bo là chúng ta xài. Bởi vì ra nhiều cái là cái gì, xài phải đúng giai đoạn thì cái hiệu quả nó sẽ được cao hơn. Thì đó là cái mà Nam muốn chia sẻ đến tất cả các con nông dân của mình. Nếu mà con nông dân mình chưa hiểu cái gì đó thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại của Nam. Nam sẽ giải thích cho tất cả các con nông dân mình về cái cách mà xử lý như thế nào, để xịt thuốc như thế nào, hoặc là đấu thuốc như thế nào để cho nó hiệu quả cao nha. Thôi, Nam cũng kết thúc video tại đây. Cũng cảm ơn quý con nông dân của mình trong thời gian vừa qua đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam. Ai chưa đăng ký kênh cứ nhắc vào chữ đăng ký kênh, thì nữa Nam sẽ ra video thì anh em sẽ cập nhật được những video của Nam. Nam sẽ chia sẻ những cái mà Nam biết, gửi tất cả quý con nông dân của mình về cái những cái sản phẩm để quý con nông dân mình xài cho đạt cái hiệu quả cao. Rồi, Nam cũng kết thúc video tại đây nha mọi người.